Khi mà chúng ta đi mua lục bình ấy, thì chúng ta sẽ thấy được rằng là đã chọn được đôi lục bình đẹp rồi, thì cái điều đầu tiên mà chúng ta cần phải tính toán đó chính là cái cách để mà đặt lục bình ở phòng khách hay là phòng thờ, làm sao cho nó phù hợp. Thì hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị một cái điều cũng rất là quan trọng. Hiện nay thì lục bình được rất nhiều gia đình Việt Nam lựa chọn bởi sự sang trọng và ý nghĩa phong thủy vô cùng đặc biệt. Chúng ta thường thấy lục bình đặt ở phòng khách, gia chủ mua lục bình cần phải biết cái vị trí đặt lục bình bên trong nhà sao cho phù hợp để lục bình mang đến những cái điều tiền tài phú quý. Về cái trung tâm đồ gỗ Văn Sáu mong muốn rằng là chia sẻ cho anh em về cái cách để chúng ta đặt lục bình trong phòng khách sao cho phù hợp nhất, thì chúng tôi chia sẻ cho quý vị để cho quý vị nắm được. Về cái nguồn gốc của lục bình thì từ xa xưa thú chơi lục bình đã có từ rất lâu đời rồi. Trong các dòng họ và những cái dòng họ quyền vương quý tộc cho tới ngày nay, lục bình được nhiều gia đình Việt Nam ưa chuộng bởi sự sang trọng và ý nghĩa trong phong thủy. Đặc biệt, gia chủ khi mua lục bình cũng cần phải biết cái vị trí đặt lục bình làm sao cho phù hợp để lục bình mang lại cái tiền tài, cái phú quý cho cái không gian, cho cái gia đình của mình. Về cái kết cấu tạo thì mọi cặp lục bình trong phong thủy đều có cái thân phình to, cổ thắt lại và trên miệng thì thực sự là loe ra. Có cái loại văn hóa như hầu hết là chúng ta nhìn thấy, đúng không ạ, là hình dáng này có cái ý nghĩa tượng trưng cho việc là cất giữ cái tài sản của gia chủ vào trong một nơi an toàn, không thoát ra bên ngoài. Người chơi lục bình thường trưng bày một chiếc hoặc là họ trưng bày theo cặp trong phòng khách. Những cái thú chơi, những cái nơi để làm sao kín đáo để cất giữ cái tài khí, đúng không ạ? Và cái điều thứ hai nữa mà muốn chia sẻ cho quý vị đó là những cái loại lục bình mà chúng ta thường gặp trên thị trường hiện nay, thì cái loại lục bình được làm từ rất nhiều các cái loại chất liệu và có cái vị trí đặt riêng trong nhà. Lục bình phần lớn được làm bằng cái kích thước như là to, có chạm khắc, rồi thì làm trơn để chúng ta chơi vân. Lên cái chủ nhà trưng bày ở tại cái nơi phòng khách, nơi rộng rãi nhất để tăng cái độ sang trọng cho ngôi nhà. Lục bình được trưng bày như một thú chơi thể hiện quyền uy và sở thích của gia chủ, nên thường được đặt ở những nơi có thể nhìn thấy được. Thứ ba nữa là cái vị trí tốt nhất để đặt lục bình trong phòng khách. Thì để đặt được lục bình thì phát huy được hết cái tác dụng của nó, thì chúng ta hiểu và chúng ta biết cái cách chọn lục bình bằng gỗ, đúng không ạ? Rồi thì chúng ta đặt làm sao phải cẩn thận, nắm rõ được cái ý nghĩa trong phong thủy cũng như là cái chất liệu của lục bình, tìm hiểu rõ cái vị trí đặt lục bình làm sao cho tốt, cho chuẩn phong thủy. Vị trí đặt lục bình trong phong thủy phòng khách như thế nào? Thì trung tâm đồ gỗ Văn Sáu mong muốn rằng là chia sẻ cho anh em. Bởi vì nếu như anh em có điều kiện thì chúng ta nên chọn lục bình có kích thước to, thì ít nhất cũng phải từ 1m6 trở lên. Bởi vì những cái lục bình to này là những cây gỗ to. Nếu chúng ta chơi gỗ thì chúng ta sẽ biết là cây gỗ càng to thì vân nó càng đẹp và vân của nó càng hấp dẫn, đúng không ạ? Do cái diện tích rộng của lục bình thì sẽ giúp cho cái phòng khách của chúng ta thêm được cái sự sang trọng, lịch lãm và đẳng cấp. Và cái cách mà chúng ta đặt lục bình trong phòng khách theo phong thủy là những vị trí rộng rãi, có nhiều ánh sáng, có thể dễ dàng thì nhìn thấy được. Đây là những vị trí cát tường đại lợi. Do đó, khi đặt lục bình sẽ mang lại sự giàu sang, phú quý, may mắn cho gia chủ. Đó có thể là hai bên kệ tivi hoặc là hai bên hông cửa ra vào, tùy vào không gian nhà bạn để lựa chọn đặt làm sao cho phù hợp nhất. Theo phong thủy, chú ý bạn không nên đặt lục bình ở trong phòng bếp vì nó làm suy giảm cái tài lộc của gia chủ. Theo quan niệm
về phong thủy truyền thống thì lục bình dùng để chiêu tài, hút lộc. Vì vậy mà cần phải đặt chúng tại những vị trí có nhiều sinh khí tốt để tài lộc luôn được thịnh vượng. Những cái vị trí đó phải đảm bảo có đủ ánh sáng, có người qua lại và nó thông thoáng. Thường thì đối với những gia đình truyền quyền cao, trọng vọng thì gia đình khá giả, làm ăn kinh doanh buôn bán thường là đặt lục bình trong nhà với mong muốn có cặp lục bình sẽ giúp cất giữ, sẽ bảo quản tài sản của cải của gia đình, nhất là khi kết hợp với những cái đường nét hoa văn, đường vân gỗ uốn lượn chạm khắc rồng bay phượng múa sẽ làm tăng thêm sự huyền ảo, thể hiện sự lưu chuyển hội tụ của các trường năng lượng. Và cái cách thứ tư nữa là chúng ta thấy là cái cách đặt lục bình trong nhà không nên đặt lục bình đối diện với cửa chính, vì nếu như thế sẽ làm thất thoát ra cái tài sản ra bên ngoài. Với những lục bình gỗ có kích thước lớn thì nên đặt trong phòng khách hoặc là phòng thờ, vừa trang nghiêm lại đúng ý nghĩa về phong thủy. Khi trưng bày lục bình thì trong phòng khách sẽ thể hiện được cái độ hiểu biết của con người chơi lục bình, cũng như là tạo lên một cái sự đẳng cấp, đúng không ạ, của gia chủ. Nếu như trưng bày cặp lục bình không cân xứng thì quý vị cũng đã thấy là không gian sẽ làm ảnh hưởng tới cái ý nghĩa về phong thủy, sẽ làm giảm đi sự quyền uy của chủ nhân trong ngôi nhà. Trước khi quý vị muốn hiểu biết về cái cách chơi lục bình thì ngoài lục bình gỗ, người chơi có thể sử dụng lục bình bằng các vật liệu khác như là lục bình sứ, lục bình thủy tinh. Khi sử dụng lục bình bằng các chất liệu này thì nên đặt ở vị trí có hướng Tây Nam hoặc là Đông Bắc trong nhà thì tốt nhất. Với lục bình làm bằng kim loại như lục bình bằng đồng thì nên đặt ở vị trí hướng Tây hoặc là Tây Bắc. Một vài quan niệm dân gian cho rằng những cái lục bình gỗ nhỏ luôn được xem là lục bình tài lộc của ngôi nhà. Chính vì thế, bình tài lộc phải được giữ kỹ trong tủ kính để người khác không dễ tiếp cận, để tránh làm thất thoát tiền của. Ngày nay thì thú chơi lục bình thực sự đã trở thành niềm đam mê của một số người, không chỉ đem lại về tài lộc, về may mắn, lục bình còn có tác dụng để trang trí rất là đẹp. Trước khi quyết định mua lục bình thì người mua cần phải tìm hiểu thật rõ về lục bình, có thể phát huy được hiệu quả tốt nhất của lục bình. Và cái điều thứ năm là lưu ý khi đặt lục bình trong nhà.